giỏi, ngoan ngoãn, mạnh khỏe, rồi lúc nào cũng biết nghe lời ông bà, cha mẹ. Rồi 1, 2, 3 nha, mẹ đếm 1, 2, 3 rồi khum vô thổi đèn cày nha. 1, 2, 3. Hai anh em cùng thổi đi, hai anh em cùng thổi đi. Vỗ tay nào, vỗ tay chúc mừng nào. Vỗ tay đi. Rồi. Đập con mũi nào đập mũi, trời ơi, rồi lo đập mũi nữa, lo sinh nhật không lo. Rồi bắt đầu cắt bánh đi, cắt bánh đi. Hai anh em cùng nắm tay nhau cắt đi, ăn sinh nhật chung đi. Nó nội ngồi vô. Đó. Rồi cắt bên nào cũng được. Rồi mở ra đi, đó, có nội nè, đang quay nội luôn nè. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Bạn gì vậy? Rồi, đi lấy đi xuống, để xuống lấy dĩa nha. Rồi đó cho em cắt miếng đi. Cho em đưa em cắt miếng đi. Sinh nhật chung mà đã để mốt cái sinh nhật của em á. Là con đừng ăn ké. Rồi Lucky cắt bánh sinh nhật đi Lucky. Tôi giỏi quá à. Sinh nhật của anh hai. Rồi cắt đi rồi lấy miếng bánh ăn đi. Rồi cắt. Rồi lấy ra một miếng nào đẹp thì đẹp cho nội nè. Rồi đó. Này. Đừng có cắt bấy nhầy. Rồi lấy một tay vịn, một tay dở bánh lên. Được rồi, đừng có cắt nhiều quá, cắt một miếng thôi. Đây mày cầm cho nè, con đè dưới đít á, con đè dưới đít con khởi lên. Một tay vịn bánh. Đúng rồi, cái chỗ miếng cắt á. Cắt vừa thôi. Đúng rồi, giỏi rồi đó. Rồi lấy cái dao. Lấy ở dưới á, lấy cái dao kê dưới á. Rồi bê qua. À. Trời ơi, Bài hay quá nè, để vô. Rồi để vô đi, con bánh đẹp. Rồi để vô nè, lấy cái muỗng này đem xuống cho nội đi. Cầm xuống. Đem xuống cho nội đi, đem xuống cho nội không này, đem xuống cho nội nói con mời nội ăn bánh nha. Đây cắt cái bông nữa đi, đây nè, để mày cắt cái bông cho nè, dỡ tâm ra, tâm quá chừng luôn. Nãy giờ mày tưởng không có tâm. Rồi xuống mời nội ăn bánh đi. Để cái muỗng vô nè. Rồi xuống cầm hai tay nữa. Nói nội con mời nội ăn bánh sinh nhật. Mới bán lại mấy ngày hả chị? Dạ. Ủa em thấy mới bán mấy bữa nay mà. Dạ. Cây giỏi quá à, trời ơi, gót nước cho mẹ nữa. Anh hai gót luôn. Rồi cảm ơn hai đứa nha.